gia đình của Sarah Weber của Tom và chồng của Nga. Em để cho Sarah đến với nhà này rất là khu phố thịnh hạ của Sinh Quyên và mọi người anh thích hết. Xin mời các bạn cùng ăn với gia đình Sarah nha. Xem nè, đồ ăn rất là phong phú luôn. Đây là có lò nướng nữa để mình làm barbecue, rồi những cái rau và mì các loại, rồi các loại rau khác, đậu hũ, ngó sen, tất cả là để mình ăn cái hot pot đó các bạn. Còn đây là tom yum soup base. Đây là tom yum soup base, là hai loại khác nhau. Loại này thì nó chua chua ngọt ngọt, những kiểu của Thái Lan đó, chắc là các bạn cũng biết hết rồi. Còn cái loại này á, nó rất là cay luôn các bạn ơi. Nè, nhìn nó hấp dẫn lắm. Nó rất là nhiều những cái loại mà xả nè, rồi tiêu, rồi đinh hương, ớt, ăn là cay lắm á. Nhưng mà nó rất là thơm. Đây là cái chén sauce nè các bạn. Chén sauce này là Sarah trộn tất cả các loại sauce ấy, thường thường người ta có đến 5-6 loại. Nào là sauce giống như là chili sauce, rồi giống như là dầu hào, rồi nước tương, và nhiều loại khác nữa. Sarah mix vào một cái chén này và bỏ hành ngò vào. Các bạn thấy hấp dẫn không? Để cho mình chấm với lại thịt nướng nè. Mình ăn cái mấy cái lẩu này nè các bạn, mình bỏ tí đỏ vô là ngon nhất luôn. Rất là ngon. Ủa Hoàng nó sôi quá hả Hoàng? Dạ. Nước sôi lắm hả? Dạ. Bà ăn thấy được không ba? Ngon lắm. Bà ăn là mẹ ngon đó mẹ. Cay quá. Hương ngoài nó cay quá. Cay quá hả? Tom yum của anh đó bạn, anh mix một cái này xíu của em nó rất là ngon. Nhấp nha, mời các bạn nha. Đây nè, củ sen ra nè các bạn, thấy ớt nè, đỏ thấy ghê chưa, củ sen nè, ớt, rồi tôm, rồi bí đỏ nè, rồi cái này nó là trái bí đao nè, bí đao cũng ngon luôn. À, thấy chưa, hấp dẫn không? Ô bây giờ sẽ bỏ rau tần ô vô. Đây, nhìn bỏ rau tần ô đây nè, đã lắm. Xí, thấy không? Một nồi lẩu rất là đã luôn. Đây cái này anh cứ ăn đi, anh bỏ qua của anh đi. Cái này á là của anh Tân, là của anh Thành Tân nè các bạn. Cái đã chưa, mì gói, oh my god, mì gói nước giống đi. Xí.
tí. Wow, mì gói với cái lẩu ngon lắm. Cá, cá nè, tôm nè. Vàng em khét. Trời ơi, cái đỏ nhiều quá, cái này của anh ngon quá anh ơi, sao anh thì chia cho em bớt quá. So good. Yeah, so yummy. Okay, yeah.
để dán tóc lên, bé dán tóc lên, tóc lên con, để dành thì mình để dành để cho ngoài đó con, ngoài là ngoài đó. Nói mốt là này, 5 years later, 10 years later, con nhìn là con không lắm á. 5 years later, con lớn bè rồi nha. Này ơi, bà ngoài đó, ngoài đó thì có lắm rồi đó. Happy birthday to you. Happy birthday. Yeah. Oh yeah. Hey. Đây nè, các bạn thấy không? Các bạn với quý vị thấy nè, những con tôm á hả, nó đỏ mà nó được nước sốt ướp vào nó nè, nó cam cam vàng vàng. Rồi những miếng mực cũng ngon luôn nè, thấy chưa? Thấy không? Rồi nghêu thì cũng được nướng luôn, rồi con mussel luôn, tất cả đều nướng hết mà mình bỏ hết vào nó ngon quá. Đây là món mình tự chế nha các bạn. Rồi thôi giờ mình gắp là mình ăn thôi, kẹo nó cháy. Mình gắp cho ngoài đó. Thank you.
bánh vàng là ăn rất là ngon nha. Wow, bánh của Tina Chu làm quá ngon, xuất sắc. Trong bài tỷ nữ thì sao ạ? Quá ngon, lovely, looking good, tastes good, good decoration, everything. Bánh của Tina Chu làm good taste, good looking, good decoration, sweet enough, wonderful, everything is good. Tôi ăn trên hả? Mà cái bánh này nó không những rất là ngon, nó béo mà nó mịn nữa. Trời ơi, đây nè, nè các bạn, quý vị nhìn thấy không? Nó mịn, nó không có một cái lỗ nhỏ chút xíu nào hết trơn á. Mình làm cái bánh này nó ngon á là vì nó không có mấy cái lỗ giống như là ốc trâu. Nó phải phẳng, kêu mà mịn màng như thế này đó. Nè các bạn, quý vị thấy không? Nó so smooth. Đó là nhờ cái trứng gà của tôi đó. Trời ơi, trứng gà nuôi tại nhà. Đó, không quên nữa. Bánh flan cuốn. Bánh flan bằng trứng cuốn đó. Cái này là... Cốt à, có trứng cuốn không? Ở nhà ta làm bánh flan cuốn. Chắc phải làm hả? Chắc phải làm ăn cá trứng cuốn. Rất là ngon. Cái trái blackberry, blueberry. Siêu. Tự quá. Quá ngon. Thực phẩm.